Action. Hard and straight, baby. There you go. There you go. Good job. There we go. Now you gotta do a good one. Action. There you go. Xin chào. Xin chào các cô chú anh chị em. Hôm nay Miley đi chơi bowling với lại ông xã của Miley. Gutter ball, even though he should use that. Oh, let's try again. Bây giờ là anh xã nhà mình chơi bowling nha. Đó. Ừ, quá giỏi luôn, được ngã 8 cái. Happy now? Ok. Hiện tại bây giờ còn lại 2 cái để xem là anh có làm ngã 2 cái đó không nha. Oh, miss it already. Action. Uh-oh. No, no, no. Action. Oh, you got it. You're beating me by 2 now. Wow. Giỏi quá. You like that? Yeah. Do a strike, honey. Oh, gutter strike. Go. There you go. Nice. Nice one. See? Tổng số điểm hiện giờ là 27 và 26. Miley được 27 quả và Ben Lloyd được 26 quả. Seven to 26. Miley's winning. Let's see what she's gonna get this time. Oh, good one, baby. Good try. I think after this is done, maybe. Go. Oh, there you go. Now I gotta catch up with you.
And now we're rolling. Oh, practice roll. Uh-oh. Strike. Tổng số điểm của Miley hiện giờ là 44 và Ben thì 35. Oh, good job. Do you like the doing bowling? Yeah, fun. Hello, chào các cô chú anh chị em. Hôm nay là ngày nghỉ của Miley. Miley và ông sẽ dành thời gian đi chơi bowling tại vì gần sắp lễ Valentine. Hy vọng là mọi người sẽ có một cái game show coi thật là vui khi mà thấy Miley với lại ông xã Miley chơi bowling với nhau. Hiện giờ tổng số điểm của Miley là 44 và Ben cũng 44. Okay, Miley xin chào và chúc các cô chú sẽ có một ngày thật vui. Bye bye. All right. One last time. Go, honey. Let's roll it out. It's okay. You don't need to be that far back, though. That's okay. Good going. Go. Not bad, not bad. Take more practice, but you did good, boo-boo.